ai vậy? Cô nói giọng Anh. Phim được dịch nói đi và lồng tiếng tại phim TV. Đừng đụng vào mặt. Làm cô ấy mất giá. Bà ta sẽ không trả tiền. Nói đi. Sao? Cô biết nhà họ Trần? Tôi có cách làm tổn thương cô, không để lại dấu vết. Saya, thiếu gia về rồi. Mau, giấu đi. Bịt miệng lại. Đi. Cha. Thật tốt khi trở về. A Đào. Mừng về nhà. Tới đây. Cô cũng muốn về, nhưng đang bận tìm trường mới cho A nhất. Thằng bé đó. Mọi thứ ổn chứ? Dạ. Học kỳ kết thúc tốt đẹp. Con muốn thành phóng viên sau khi tốt nghiệp. Tốt. Trước khi con quên, cô đưa cái này cho cha, của mẹ để lại trước khi mất. Muộn rồi. Con cũng mệt. Để nói chuyện sau. Cha, thật tuyệt khi về nhà. A Phúc. Saya. Coi chừng thiếu gia. Nó dễ đối phó. Tôi có quá nhiều kẻ thù. Rõ, Saya. Nozomi. 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 Nozomi, tỉnh lại. Gửi chồng. Đây là mong ước cuối cùng và duy nhất. Đừng kéo A Đào vào công việc của anh. Thằng bé không phải là người kế vị tốt. Con tử tế và cả tin. Anh sẽ khiến con gặp nguy hiểm. Hứa với em.
Tiếp tục. Cô ấy đã nhịn đói 2 ngày rồi. Dù cô thích hay không, cô sẽ được đấu giá cao nhất. Không, cô ấy có biết làm hài lòng đàn ông. Cần gì phải học, chỉ cần dạng chân ra, rên như mèo. Cô ấy là người mới, đủ để khơi dậy ham muốn. Mặc đồ vào, sao cho thật đẹp vào tối nay. Không. Kế hoạch quá tệ. Chị Hidami, sao cô nghĩ cô không cần phải bán mình? Cô đặc biệt đến mức nào? Dám nghĩ cao quý hơn chúng tôi? Biến khỏi tầm mắt tôi. Tưởng tượng tôi là đàn ông, quyến rũ tôi, thu hút tôi chỉ với một nụ cười. Cười như vậy chỉ gặp ác mộng. Không, nhìn tôi. Cười bằng mắt. Thành công hay thất bại nằm ở đôi mắt. Đừng nhìn vào mắt họ trước. Cho họ cơ hội ngưỡng mộ cô, không có áp lực hay gánh nặng. Chuẩn bị kỹ để được quyền chọn, kiểm soát tình hình. Để xuống. Dừng. Nhìn tôi. Tới lượt cô. Phim được dịch từ thế và lồng tiếng tại phim TV. Lần nữa.
Lần nữa. Cô ấy trốn khỏi bọn chúng hơn một ngày. Mạnh mẽ hơn tôi nghĩ. Tôi nói rồi, Nozomi thông minh. Tôi có thể huấn luyện cho anh. Cô ấy sẽ làm tốt, thỏa thuận. Phải chăm sóc con gái cô. Chúng tôi sẽ gửi cô và con gái về lại Nhật. Sau khi chúng tôi hài lòng với những gì cô làm ở đây, có ý nghĩa gì nếu cuối cùng tôi chết? Chúng tôi chưa đánh giá cô ấy. Cô ấy có tiềm năng, chăm chỉ. Chuyện này lần sau bàn tiếp. Đồng thời, phải làm đúng thỏa thuận. Buổi đấu giá sẽ thu hút rất nhiều người quan tâm. Anh muốn thu hút những người nào? Anh có thể nói giúp để thúc đẩy buổi đấu giá. Có lẽ. Con nói. Có người mới, một cô gái thuần khiết tại Sakura số 3. Tại Sakura số 3, làn da mềm mại, trắng như tuyết. Người hầu thấy cô ấy tắm nói vậy. Hương thơm, quyến rũ. Thật sao? Tự đến ngửi xem. Sakura số 3, đúng không? Đúng. Thuần khiết và quyến rũ như mơ. Cô thật xuất sắc. Không thể tin nổi số lượng người hỏi về Nozomi. Ngay cả những người không đủ khả năng trả cũng tham gia. Chuyện đó có tốt không? Chẳng phải chỗ này của chúng ta quá chật chội. Tôi nghĩ buổi đấu giá nên riêng biệt. Chị sẵn lòng trả giá cao hơn khi có ai đó trả cao hơn chị. Tốt lắm. Phải đặt giá tối thiểu $200. Vậy sẽ giữ lại những người đấu giá nghiêm túc. Giá khởi điểm của cô lúc đó là $250. Tôi cá, cô ấy có thể phá kỷ lục của cô. Sao không gửi Nozomi cho anh Daisuke may kimono mới, tôn lên ngoại hình cô ấy? Sao? Cứ coi như vốn đầu tư. Với kimono, tôi tin giá của cô ấy ít nhất $300. Bỏ ra vốn nhỏ, thu lại lợi lớn. Với ngoại hình đó, nếu chị không chi $300, tôi sẽ trả tiền kimono. Vượt qua số này là tôi lời. Được. Cô không thể lấy nó. Tại sao? Quá đắt.
Nhà cô không đủ khả năng trả. Hidemi thường mặc đồ giống như vậy, phải không? Tôi không thể nói. Xem độ mềm cứng và cách dệt vải. Cô không phải Hidemi, nên hãy chọn bộ khác. Anh làm một mình hả? Có trợ lý không? Sao? Anh có thể thuê tôi. Tại sao tôi nên thuê cô? Vì quần áo sao? Tôi có thể học và làm việc giặt. Tôi có thể hồ bột ủi đồng phục. Tôi đảm bảo sĩ quan không quân không phàn nàn gì về tôi. Sao cô biết đây là đồng phục của sĩ quan không quân? Thứ này trên áo khoác. Có lần tôi gặp người ở trên đường, đồng phục của anh ta có. Tình cờ nghe anh ta nói chuyện với người của mình. Có người mặc bộ đồ này từng đến nhà trước của cô? Người đàn ông đó có mấy vạch này. Người còn lại thì như vậy. Vậy là không có ai trên cấp thiếu tướng. Nghĩa là tôi có thể làm trợ lý của anh. Xin lỗi. Phim được dịch, thuyết cô chỉ có thể ở đó. Nhưng tôi sẽ may kimono đẹp cho cô để đấu giá. Nếu cô tới đây lấy kimono, tôi vẫn chưa xong. Tôi mệt quá, tới đây để hít thở. Xin mời. Áo cô dính bột. Dạ. Cô biết phải làm gì. Nozomi, cô có thể về trước. Dạ. Kimono của cô sẽ xong vào ngày diễn ra buổi đấu giá. Tôi đi trước. Cô ấy luôn bị anh thu hút, biết không? Cô gái nào cũng bị. Cô ấy đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn cảm thấy khó xử. Rất rõ ràng. Họ thích kiểu lúng túng này. Đây là trọng điểm. Nhân tiện, tôi có tin mới. Tôi cũng có tin mới cập nhật. Cô trước. Okasan đã chọn được danh sách người trả giá cao nhất cho buổi đấu giá. Mục tiêu của anh có trong này không? Ông Hồng Thu Thủy, ông Philip Wright. Mục tiêu của tôi rất kén chọn. Tài chính rất mạnh. Tiền không phải vấn đề. Điều ông ấy nghĩ là Nozomi có xứng hay không? Hãy chắc rằng ông ấy trả giá cao nhất. Phim được dịch, phụ thuộc vào Nozomi. Tại phim TV. Cô nói cô ấy bị tôi thu hút. Để cô ấy theo tôi một ngày. Anh muốn không làm gì. Cô ấy được dùng cho mục đích quan trọng hơn. Còn tin của anh, Liên minh Anh-Nhật có thể sụp đổ. Tôi được gọi về Nhật
với hy vọng ngăn chặn chuyện này. Mấy ngày nữa tôi sẽ đi. Khi nào anh quay lại? Tôi không chắc. Chú ý mọi chuyện ở đây. Giữ liên lạc với tôi. Tôi sẽ nhớ anh. Nghỉ ngơi đi. Ngày mai trọng đại. Hidemi, vì sao chị dạy tôi? Giúp tôi mọi thứ. Vì cô bướng bỉnh, thuần khiết và đơn giản. Cô chưa bao giờ nghĩ nếu cô có thể làm tốt, kiếm được rất nhiều tiền, trả hết nợ, chuẩn bị nghỉ hưu. Chị sắp nghỉ hưu sao? Vậy rất tốt. Trong tất cả những điều tôi dạy cô, điều quan trọng nhất là giữ an toàn. Phải luôn luôn kiểm tra bệnh. Tôi biết, tôi đã nói rất nhiều lần, nhưng chị ơi, tôi mãi mãi biết ơn chị. Cảm ơn rất nhiều. Còn bước cuối cùng, ngày mai cô phải gặp anh Daisuke. Phim được dịch Kimono của cô đã xong rồi. Được. Các quý ông, cảm ơn đã kiên nhẫn. Năm người các anh là người may mắn đáp ứng mức giá tối thiểu 200 đô được tham dự buổi đấu giá này. Điều khiến các anh hạnh phúc hơn là Nozomi đã được huấn luyện đặc biệt bởi cô gái hàng đầu ở đây, Hidemi. Chúng ta hãy bắt đầu.
Các quý ông, tôi tin các anh đã đọc giấy của bác sĩ. Hôm nay có một cô gái nguyên vẹn như lúc mới sinh. Bây giờ, nếu đã sẵn sàng, vui lòng đừng làm vậy. Mau chóng bắt đầu đi. Giá sẽ được đặt ẩn danh, người trả thấp nhất sẽ lập tức được mời ra khỏi buổi đấu giá. Giá khởi điểm là 50 đô. Các quý ông, hãy bắt đầu. Được rồi, cùng xem thử, được không? Xin chúc mừng, người trả giá cao nhất. Dòng này đã thuộc về ông Philip và ông Hồng. Thật lấy làm tiếc cho hai quý ông còn lại. Đấu giá đã kết thúc. Cảm ơn các quý ông. Chúc may mắn lần sau. Dòng tiếp theo bắt đầu từ 300 đô. Để chúng tôi nhìn kỹ hơn. Ông chủ Hồng, anh luôn thiếu kiên nhẫn. Nhưng được, như thỏa thuận, anh có thể nhìn gần hơn. Thật xin lỗi. Rất hân hạnh.
Chúng ta bắt đầu vòng đấu giá cuối được không? Trước giờ tôi chỉ may kimono cho một người tại Sukara số 3. Đó là Hidemi. Nhưng bây giờ tôi cũng may cho cô. Cô nghĩ lý do gì sao? Vì chị Hidemi nhờ anh giúp. Cô nghĩ tôi có dễ dàng đồng ý giúp người khác? Đây. Giơ tay lên. Sao cô có thể chịu đựng được người đàn ông đầu tiên? Mặt cô đỏ như gấc rồi. Ở đây nóng quá. Cô sẽ quyến rũ tất cả đàn ông tại buổi đấu giá. Tôi sẽ không để chị Hidemi thất vọng. Và anh, có một người cô phải chiếm được tại buổi đấu giá. Tôi muốn cô khiến hắn khao khát, điên cuồng muốn cô xuống tiền giành quyền thắng. Cô làm được không? Tất cả vì anh. Giá đầu tiên, $350 của ông Hồng. Cảm ơn đã đặt giá. Nhưng ông Philip đã thắng phiên đấu giá. Sao? Anh ta đặt bao nhiêu? Giá thắng cuộc $400. Phim được dịch khuyết mê. Chúc mừng ngài. Tại phim TV. Anh Daisuke có đến gặp tôi không? Đi rồi, Nozomi. Lên tàu một tiếng trước. Sao? Khi nào anh ấy quay lại? Anh ấy sẽ không quay lại trong thời gian ngắn. Anh ấy nói tôi đưa cái này cho cô.
Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại phim TV.